Vậy con gái nè, con gái mà để móng chân như vậy người ta nhìn vô là người ta đánh giá gia đình cũng đạo đức rồi. Một đứa con gái ở dơ thì không thể nào làm tốt được. Vậy ngồi làm gì tập câu này tôi hay bị vậy lắm nha, tôi diễn từ trong tâm không mà nét điện ảnh Hollywood đó. Từ đó cái này là rất là khó diễn khi mà diễn thoại một mình. Ủa mày đang làm gì vậy? Tao mới đang hỏi mày làm gì đó. Tại sao mày để đàn ông ở trong phòng? Lại luôn. Tao mới đang hỏi mày đó. Tại sao mày để hình đàn ông ở trong phòng? Tao mới đang hỏi mày làm gì đó. Tại sao mày để đàn ông trong phòng? Lại luôn, cái máy già nè. Tao mới đang hỏi mày làm gì đó. Lại luôn. Tao mới đang hỏi mày đó. Lại luôn. Tao mới đang hỏi mày làm gì đó. 2 hours later. Tao mới đang hỏi mày đó. Tại sao mày để đàn ông ở trong phòng? Đàn ông gì? Cái này tấm hình chứ mà. Hai thằng này không phải đàn ông mà. Rồi khi mày thay đồ thì sao? Mày không thấy nó đang nhìn mày hả? Nụ cười đã tan, đằng sau nước mắt. Người vì anh có điều duyên chỉ toàn nhận lấy ưu phiền. Nghe đi, nghe là cái miệng cũng hút. Nghe tự nhiên là hay liền nè, nghe tự nhiên thấy là hay điên loạn liền nè.